câu chuyện sự tích hồ ba bể ngày xưa có lần xã nam mẫu thuộc tỉnh bắc cạn mở ngày hội cúng phật mọi người nô nức đi xem hội ai nấy cũng lo làm việc tốt để cầu phúc bỗng nhiên hôm ấy xuất hiện một bà cụ ăn xin không biết từ đâu đến trông bà thật gớm ghiếc thân thể gầy còm lỡ lết mùi hôi thối xông ra rất khó chịu. Bà đi đến đâu cũng phều phào mấy tiếng. Đói lắm các ông, các bà ơi! Rồi giơ tay ra bốn phía cầu xin. Nhưng đi đến đâu, bà cụ cũng bị mọi người xua đuổi. May sao đến ngã ba, bà gặp được hai mẹ con bà nông dân vừa đi chợ về. Người mẹ thấy bà lão tội nghiệp quá, bèn đưa bà cụ về, cho bà cụ anh rồi mời bà nghỉ lại. Tối hôm ấy, hai mẹ con bỗng thấy chỗ bà cụ nằm, sáng rực lên và xuất hiện con dao long to lớn đang cuộn mình. Đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. Mẹ con bà vô cùng kinh sợ, đành nhắm mắt, phó mặt cho số phận. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mẹ con chẳng thấy con dao long đâu cả. Trên chõng vẫn là bà cụ gầy yếu, bà đang sửa soạn ra đi. Trước lúc từ biệt, bà lão nói với hai mẹ con: "Vùng này sắp có lục lớn, ta cho mẹ con chị gói tro này, nhớ rắc xung quanh nhà mới tránh được nạn chết." Người mẹ vốn là một bà góa, nghe vậy lấy làm lạ bèn hỏi Thưa cụ, vậy làm sao để cứu dân làng khỏi chết chìm? Bà cụ suy nghĩ rồi nhặt một hạt thóc cắn vỡ ra Đưa cho mẹ con hai mảnh vỏ trấu và bảo Hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện Nói rồi, bà lão biến mất Hai mẹ con vội vàng làm theo những điều bà lão dặn Rồi đi kể chuyện cho mọi người xung quanh biết Nhưng họ đều cười và cho đó là chuyện băng quơ Tối hôm đó, đám hội đang náo nhiệt Khi mọi người đang lễ bái Thì bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên Nước càng phun càng mạnh Đất xung quanh lỡ dần lúc đấy ai nấy đều hoảng sợ chen nhau chạy tháo thân nhưng không kịp nữa rồi đất dưới chân họ rung chuyển một tiếng ầm dữ dội nổi lên nhà cửa người vật đều chìm nghiễm dưới nước trong khi tất cả đều ngập chìm trong biển nước thì ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con bà góa vẫn khô ráo vì nước dâng lên bao nhiêu thì nền nhà ấy cao lên bấy nhiêu. Đau xót trước cảnh dân làng chìm trong nước lũ. Nhớ lời bà lão dặn, hai mẹ con liền lấy hai mảnh vỏ trấu thả xuống nước. Lạ thay, hai mảnh vỏ trấu biến thành hai chiếc thuyền lớn. Thế là mặt gió mưa, hai mẹ con vội chiều thuyền đi khắp nơi cứu dân làng vùng đất bị sụt lở ấy hiện nay biến thành một cái hồ rộng lớn gọi là hồ ba bể còn cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một cái gò giữa hồ dân làng gọi là gò bà góa